Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em Hương lại giới thiệu cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ đến từ Mỹ, từ Nhật và từ Đức nhé chị nhé. Thì những cái sản phẩm này thì đang sẵn hàng bên em. Anh chị nào đặt sản phẩm nào thì cái inbox sớm của Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Benny đến từ Đức. Đây là phiên bản đồng hồ máy pin anh chị ạ. Và mẫu này thì em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rồi, một phiên bản kính sapphire. Mà đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế rất là đơn giản này, cọc giờ của sản phẩm là được mạ PV màu vàng hồng gắn nổi trên mặt đồng hồ. Tại vị trí 10 giờ thì anh chị thấy sẽ có lịch thứ anh chị ạ, và lịch thứ được thiết kế cắt vát cũng rất là đẹp luôn, tạo nên một sản phẩm rất là thanh lịch. Lịch ngày tại vị trí 3 giờ, đúng chỉnh tại vị trí 3 giờ. Tại vị trí 12 giờ anh chị thấy cũng có chữ B Benly 1948 này. Và phiên bản kính sapphire. Máy này thì được lắp tại Đức anh chị nhé. Và bộ máy này thì vẫn là bộ máy của Nhật anh chị ạ. Đây là viền bên cạnh, được thiết kế mạ màu vàng hồng luôn. Dây của đồng hồ được thiết kế là dây da bò, da vân cá sấu nhé. Và đây là màu nâu đỏ, với kiểu dây mà rất quen thuộc đối với dòng đồng hồ, đơn giản, nhẹ nhàng và thanh lịch. Đây là khóa nha anh chị nhé. Khóa thì cũng đang mộc sale. Khóa thì anh chị thấy cũng có logo chữ B ở đây. Đây là tag tên sản phẩm đi kèm anh chị ạ. Và hiện tại em đang để sản phẩm này với mức giá là 2,1 triệu nha anh chị nhé. Với mã bên em là 635. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là BL1864 gạch ngang 10MRWD nha anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ Benny. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo. Đáy sau của sản phẩm này thì là đáy kín anh chị ạ. Với những dòng đồng hồ máy quắc thì hầu như đáy sau đều là đáy kín hết nhé. Cũng có chữ Benly Stainless Steel, thân viền vỏ là thép không gỉ này, Made in Germany, phiên bản kính sapphire nhé. Máy chống nước là A3ATM, là 30 mét nước thì anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường giúp em. Và đây là dòng BN1864. Đây là chữ B, chữ Benly. Và size dây của đồng hồ là size dây 20 nhé. Đối với dòng BN1864 này thì nó sẽ có thêm vài phiên bản nữa anh chị nhé. Và hiện tại thì em đang có sẵn phiên bản này. Em sẽ đo luôn size mặt cho anh chị luôn. Size 39,8mm. Bề dày của sản phẩm là 9,1mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là đẹp. Dây của đồng hồ thì là dây mới cho nên là nó sẽ hơi cứng một chút. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì em thấy là thiết kế khá là mỏng, nên tay thì cũng rất là thanh lịch luôn. Thế chị nào đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm qua bên em nhé. Với mã là 635. Và em đang để với mức giá là 2,1 triệu anh chị ạ. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient phiên bản máy automatic. Và đây là phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn anh chị nhé. Tại vì đây nó có kèm tag Made in Japan ở đây. Phiên bản kính sapphire. Một mẫu đồng hồ mặt màu xanh. Đồng hồ này thì kim giờ nó đang nhảy đến gần vị trí 12 giờ nhé. Thì đang là có dấu hiệu chuyển ngày. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy cũng có chữ Orient automatic. Lịch ngày thì tại vị trí 3 giờ. Lịch thứ tại vị trí 10 giờ, sẽ có một sub-dial Sun and Moon tại vị trí 4 giờ nha anh chị nhé. Vị trí 6 giờ thì anh chị thấy cũng có chữ Japan này. Mã máy của sản phẩm ở đây này F692. Sắt viền ở đây là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhé. Mặt đồng hồ có chảy tia sunburst cũng rất là đẹp anh chị ạ. Viền bên trên, viền bên cạnh được thiết kế mạ rất là sáng luôn. Viền bên cạnh thì được mạ phay xước. Dây của đồng hồ thì được thiết kế với chất thép phay xước anh chị ạ. Và anh chị thấy là tại vị trí kết nối giữa hai mắt ở đây thì được mạ bóng nha anh chị nhé. Thiết kế rất là đẹp, mắt của đồng hồ là thép đúc nguyên khối này. Đối với dòng sản phẩm Orient Sun and Moon Gen 5 version 2 thì em thấy dây đã có sự cải tiến rất là nhiều, tạo nên một sản phẩm rất là khỏe luôn. Version 1 thì dây nó sẽ mỏng hơn anh chị ạ. Đây là khóa của đồng hồ cũng có chữ Orient và dập logo nhé. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo luôn. Đáy sau đối với dòng sản phẩm này thì là đáy hở kính này anh chị ạ. Anh chị thấy cũng có quan sát được một vài tinh tiết như là Epson, là bộ máy Seiko Epson Corporation này. Và Made in Japan. Đây là số series của sản phẩm. Chống nước của sản phẩm ở đây là 53 nhé, là 50 mét nước. Thân viền vỏ là thép không gỉ này, phiên bản kính sapphire. Sau ở trong bánh đà thì anh chị sẽ thấy nó được khắc rất là đẹp này. Mã máy là F6B24. Máy của Nhật và 22 chấn kính anh chị nhé, kèm logo và chữ Orient ở đây. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 4,6 triệu cho một mẫu đồng hồ Orient Sun and Moon Gen 5 version 2. Mã quốc tế của sản phẩm đây là RAAK0308L00C. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 41,6mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,4 nhé. Nên chu vi cổ tay 16 của em rất là đẹp. Mẫu này thì cũng sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên anh chị ạ. Thiết kế cực kỳ ấn tượng luôn.
Với những dòng đồng hồ của Sun & Moon thì anh chị thấy mặt đồng hồ khá là sâu, tại vì mặt đồng hồ được thiết kế theo nhiều tầng khác nhau, và bên cạnh đấy thì nó sẽ có một nhược điểm là độ dày của sản phẩm nó sẽ dày hơn những cái dòng sản phẩm thông thường nhé chị nhé. Nên là thường những dòng đồng hồ Sun & Moon thì em thấy nó thiết kế khá là dày. Và phiên bản này là phiên bản kính sapphire nhé chị nhé. Với phiên bản kính sapphire thì anh chị không phải lo về độ chống xước của sản phẩm rồi. Một mẫu đồng hồ Sun & Moon Gen 5 rất là đẹp luôn. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient nữa. Và đây là dòng đồng hồ thợ lặn, một phiên bản Orient Marco 3. Đây là phiên bản kính sapphire này. Độ chống nước của sản phẩm thì vẫn là 200 mét nước nha chị nhé. Tại vị trí 12 giờ thì đến là no go cho Orient Automatic. Tại vị trí 3 giờ bộ nịch của sản phẩm anh chị ạ. Núm chỉnh cũng tại vị trí 3 giờ luôn. Cũng có logo của Orient nha anh chị nhé. Núm chỉnh thì được bảo vệ này. Viền bên rồ được thiết kế rất là đầm tay. Nó thì xoay được theo một chiều nha anh chị nhé. Kim cọc giờ của sản phẩm thì có dạ quang. Và đối dùng sản phẩm Marco thì em thấy dạ quang của sản phẩm rất là tốt anh chị ạ. Cực kỳ sáng luôn. Tại vị trí 6 giờ thì anh chị thấy cũng có chữ MOB Japan này. Bộ máy là của Nhật. Mã ở đây là F692. Viền bên rồ là màu đen cũng rất là đẹp nhé. Viền bên cạnh chất thép mạ bóng này. Dây của đồng hồ cũng thiết kế là chất thép phay xước luôn. Đây là mắt là thép đúc nguyên khối nhé. Đây là tag sapphire. Đây là logo chữ Orient. Khóa thì vẫn là khóa hai lớp rồi. Đáy sau của dòng sản phẩm này thì là đáy kín anh chị. Anh chị thấy có thể quan sát một vài chi tiết thừa thông số như là chống nước của sản phẩm là 200 m nước là 23 nhé anh chị nhé. Standstill là dây thân viền vỏ là thép không gỉ này. Kính sapphire crystal, máy của Nhật. Và số series kèm theo anh chị thấy là cũng có biểu tượng rất quen thuộc của dòng đồng hồ thợ lặn nhé. Tem của Orient ở đây. Em sẽ đo nâng size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 41,3 mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12,9 nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 ạ. Với sản phẩm này khi nên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là đẹp. Nó cũng hơi nặng so với một sản phẩm dành cho tay nữ anh chị ạ. Nhưng anh nam nào có chu vi cổ tay 16 thì anh chị có thể đeo được dòng sản phẩm này rồi. Rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 4 triệu 2 nhé. Với mã của sản phẩm bên em đây là 655 anh chị ạ. Và mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RAAA0001B19B nhé anh chị nhé. Thì anh chị đặt sản phẩm này thì cứ báo với mã đấy giúp em. Một mẫu đồng hồ thợ lặn dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và to. Phiên bản kính sapphire, máy có đầy đủ chức năng có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Em đang để với mức giá cũng cực kỳ tốt cho các anh các chị luôn rồi đấy ạ. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Calvin Klein. Đây là phiên bản dòng đồng hồ mà bên em vừa về trong đợt lô hàng Mỹ mới đây nhé. Và em đang sẵn hàng, đây là mẫu Calvin Klein cuối cùng của trong cái lô hàng Mỹ của bên em luôn. Và anh chị nào đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em. Mẫu này thì sẽ dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở nên. Tại vì mặt đồng hồ thiết kế rất là gọn gàng nhưng mà càng của sản phẩm thì anh chị đã thiết kế khá là to và sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay to một chút. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy cũng có chữ Calvin Klein này. Cọc giờ của sản phẩm thì cũng được mạ bi màu vàng gắn ở trên mặt đồng hồ. Bộ kim được thiết kế rất là đơn giản và thanh lịch luôn. Mặt đồng hồ được thiết kế sẽ hơi sần một chút. Sát viền ở đây là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhé. Phiên bản này sẽ có nịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh thì cũng có chữ CK là chữ Calvin Klein. Viền bên cạnh thì được mạ bóng này, chất màu vàng hồng nhé anh chị nhé. Đây là dây. Dây thì thiết kế là da bò và vân cá sấu này. Dây thì thiết kế rất là đẹp luôn. Khóa của sản phẩm cũng được mạ màu vàng hồng nhé anh chị nhé. Và cũng có dập chữ Calvin Klein luôn. Bộ máy của dòng đồng hồ CK thì đều là bộ máy của Thụy Sĩ nhé anh chị nhé. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo luôn. Đáy sau của sản phẩm này thì là chống nước là 33, có nghĩa là 30 mét nước. Và cũng có chữ Calvin Klein, viền vỏ là thép không gỉ. Đây là số series của sản phẩm và kèm theo cái mã quét. Dưới này thì sẽ có một cái nước giá này nữa nha anh chị nhé. Để đảm bảo đáy sau của đồng hồ luôn luôn được bọc. Đây là mặt sau của dây này. Cũng do dập chữ Calvin Klein luôn. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn nhé. Size 42,7 mm. Bề dày của sản phẩm là 11,6 nhé. Em nên chu vi cổ tay 16. Với sản phẩm này thì nó sẽ hơi tràn ra khỏi cổ tay của em rồi. Nên là những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở nên thì đeo sẽ đẹp hơn anh chị ạ. Chống nước là 30 mét nước. Đối với phiên bản này thì kính vẫn là phiên bản kính khoáng nhé. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị nên hạn chế va chạm. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 1,7 triệu. Với mã bên em là 665 nhé. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là K9H216C6 nha anh chị nhé.
Thế anh chị nào đặt sản phẩm để cho em xin mã giúp em nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ đến từ Nhật, từ Mỹ và từ Đức. Và em sẽ ship Phú Quốc đầy đủ cho các anh chị nhé. Thế anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ báo sớm giúp em. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và hẹn gặp anh chị ở trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.